Hello, xin chào mọi người. Đây là điểm tiếp theo là Am Đại Bác, phường 5, Bạc Liêu. Thì hiện tại thì các khán giả đã đến rất là đông. Thì điểm giật này trùng thời gian với lại chùa Ông Bổn Chà Kha, nên các thánh vật đã chia ra chứ không có tụm lại, thành ra cũng không có đông bằng ở dự phòng phát điện lúc sáng. Thôi mà cả nhà cùng theo chân em để xem các thánh vật tại Am Đại Bác phường 5 như thế nào nha. Ở phía trong thì đang cúng. Thì đây là giàn giáo nơi mà sẽ quăng những chiếc thẻ xuống. Trời thì rất là nắng nhưng mà các thánh vật đã tụ tập rất là đông. Ở phía ngoài còn đang vô rất là nhiều. Ôi, đi giật sáng giờ được cái gì rồi? Hả? Nhiều lắm. Nhiều lắm rồi đâu hết rồi. Đi vô bỏ vô trong sớm rồi. Trời ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.